Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Ansat Computer. Một bàn phím với layout 87 này, có build quality chắc chắn này, có switch độc quyền này, có thêm cả Enki Rollover này, nhưng mức giá chỉ hơn 300.000 thì có lẽ đây là một sản phẩm dành cho các bạn. Dezu EK75L V2, một sản phẩm dành riêng cho anh em thích bàn phím EK87 nhưng lại là anti-led. Vậy thì sản phẩm này có gì đặc biệt? Nó có gì khác biệt so với những cái sản phẩm EK87 cũ hay không? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Nào, bắt đầu video thôi. Hiện tại thì sản phẩm này đang bán tại Ansat Computer với mức giá hơn 300.000, và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua, thường link mua hàng mình để xuống mô tả. Còn bây giờ hãy đi sâu hơn về những cái đánh giá của mình về sản phẩm Dezu EK75L V2. Với phần thiết kế thì như tên gọi của nó, EK87L V2, thì đây là một sản phẩm bàn phím với layout 87 phím, vừa gọn nhẹ vừa dễ sử dụng, dành cho anh em không cần sử dụng đến cái cụm phím 5 pad. Chúng ta vẫn sẽ có một cái bàn phím với một cái build quality rất là chắc chắn nếu như so sánh với các mẫu bàn phím khác trong cùng phân khúc giá khoảng tầm hơn 300.000. Thiết kế của sản phẩm này thì cơ bản không cầu kỳ và rất dễ có thể làm quen. Nếu như anh em nào đã sử dụng đến các sản phẩm như là EK87 hay EK87V2, sản phẩm thì có hai màu, ngoài cái màu đen mình đang cầm trên tay ở đây thì sẽ còn có một phiên bản nữa là màu trắng để giúp cho anh em có nhiều sự lựa chọn khi mua sản phẩm EK87L V2 như thế này. Về phần chân đế thì sản phẩm này được trang bị vào đây thêm 4 cái fit cao su rất là chắc chắn để giúp cho chúng ta có thể để trên bàn, nó tránh như cái việc là di chuyển đi quá nhiều khi chúng ta gõ phím. Tuy nhiên thì với mức giá hơn 300.000 như này thì anh em không thể nào mà đòi hỏi là chúng ta để cái bàn phím xuống xong rồi là không hề bị di chuyển khi mà chúng ta gõ phím như những cái bàn phím đắt tiền được. Mà trong mức giá 300.000 thì cái phần chắc chắn với những cái đệm fit cao su như thế này thì mình đánh giá đây là một cái điều tốt trên một bàn phím hơn 300.000. Về phần keycap thì EK87L nó cũng khá cơ bản thôi. Chúng ta sẽ có một keycap sử dụng đó là ABS Double Shot với kiểu keycap là Cherry Profile, rất dễ để chúng ta có thể làm quen. Và khi mà chúng ta sử dụng cái mẫu bàn phím này với cái keycap như thế này thì cái việc gõ phím nó cũng rất là dễ dàng. Còn về switch thì đã có một cái sự thay đổi so với những người tiền nhiệm, đó là EK87 và EK87V2. Thì EK87L V2 nó sẽ sử dụng là hai switch độc quyền đến từ thương hiệu Dezu, đó là Dream và Firefly. Với Dream thì đây là switch kiểu linear và có lực nhấn khoảng tầm 55g. Thì switch này nó là switch cơ bản, chúng ta ấn xuống nó nhẹ nhàng và nó rất phù hợp dành cho những người sử dụng cơ bản, gõ phím, dân văn phòng, chơi game thông thường. Còn Firefly là một switch theo dạng thắt thai, có lực nhấn khoảng tầm 55g. Switch này sẽ có một cái khớp nhỏ giúp chúng ta khi mà ấn xuống sẽ tạo ra một cảm giác nó giữ tay đầm hơn khi mà gõ phím. Một cái điều nữa là EK87L V2 được trang bị vào đây công nghệ đó là Enki Rollover. Với cái công nghệ này thì giúp cho chúng ta có thể sử dụng được rất nhiều phím cùng một lúc mà không hề bị miss một cái phím nào. Điều này sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất là macro phím tốt hơn, cái thứ hai nữa là phản xạ khi mà chúng ta chơi game, đặc biệt những cái tựa game đối kháng hay là đấu súng, nó sẽ nhanh hơn, thuận lợi hơn. Và sau đây sẽ là sound test của hai switch, đó là Dream và Firefly. Kết luận lại thì với Dezu EK87L V2, chúng ta đã có một bàn phím với mức giá hơn 300.000 có rất nhiều các ưu điểm. Chúng ta có một cái thiết kế layout 87 phím rất dễ có thể làm quen này, có build quality chắc chắn. Đối với những ai mà đang có nhu cầu mua một mẫu bàn phím cơ bản sử dụng thông thường và không có led, kiểu anti-led ấy, thì đây là một bàn phím khá là hợp lý. Cái thứ hai là chúng ta có switch độc quyền giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm gõ nó mới lạ hơn so với những switch cơ bản. Và cái cuối cùng là được trang bị vào đây thêm công nghệ là Enki Rollover để giúp cho chúng ta cắt skin tốt hơn, nhanh hơn, chuẩn xác hơn. Vậy thì với mức giá hơn 300.000 thì EK87L V2 các bạn nghĩ sao?
nó đáng với mức giá đấy không? Hãy vui lòng comment ở bên dưới nhé. Còn nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua, thường link mua hàng dẫn đến Alphard Computer, mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.